Lâu á, mẹ lau tay cho rồi, để mẹ lấy táo cho hai chị em ăn nhá. Đau á? Đau gì? Đau chán á? Làm gì mà đau chán? Đi ăn táo không? Hả? Đau cả người luôn à? Sao lại đau nhiều thế nhở? Đây này, mẹ cho chị. Này cho chị gói này. Đây, đi đi đây. Đau răng á? Nó sao lại đau răng? Đau răng. Ăn nha đi. Không biết anh Cún gần về chưa ta? Gần đến 8 giờ rồi. Chắc là anh Cún gần về đấy, 8 giờ là anh Cún đi học về á. Để anh Cún đi học về rồi, rồi anh Cún dạy cho em Gấu với em Titi học nhá. Con có thích học bài không? Titi ăn nhanh được không? Titi ăn hữu siêu. Mẹ cắt nhiều ra đây, xong rồi tí nữa anh Cún đi học về để anh Cún ăn luôn với nha. Sao lại nó lại cứ nhảy thế nhở? Cắt quả táo mà nó cứ nhảy, con sao lại kéo thế? Để yên đây để mẹ cắt táo cho má ăn chứ. Ngồi yên đi. À, con gì kêu ấy? Chắc kè. Nhưng mà ngoại nhiều chắc kè thế. Đúng không? Chắc kè. Này đi đi. Chắc kè. Tắc kè kêu như thế nào? Tắc kè, tắc kè. Kè tắc kè, tắc kè à? Dạ. Tí ngó thì đi. Ăn xong rồi tí mẹ cho đi chơi nha. Hai đứa đi dạo mát không? Đi dạo. Ừ, trời nóng quá mà. Đi dạo, dạo chưa có mà. Không có, bây giờ đang sớm mà. Bà ta nhỉ? Mẹ không biết nữa. Mẹ tắt. Tiền ngon đấy. Tiền hết hai miếng là con chưa ăn hết miếng nào kìa. Thi nào. Ai ăn nhanh hơn nào? Thi xem ai ăn nhanh hơn. Mẹ cắt đĩa này. Mẹ đang ăn hết rồi. Gấu chơi đĩa vậy. Mẹ ăn được nửa kêu ăn hết. Đấy, Thi ăn hết hai miếng không kìa. Mẹ đang ăn hết hai miếng rồi. Thi giỏi quá, Thi cố lên. Ăn xong mẹ cho tiếp. Cố lên. Ăn nhiều táo tốt lắm ấy. Cố lên. Đáng rồi. Không biết hôm nay anh Cún học bài gì ta? Học bài cô giáo đi đến trường cô giáo nhưng mẹ hiền. Cô bảo mẹ hai cô giáo ba mẹ hiền. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Đúng không? Đúng. Gấu lấy cho Titi miếng con. Gấu ngồi ăn rồi hát cho mẹ nghe một bài xem nào. Xem có hay không nào? Một trăm thịt chỉ ca trăng ngó kia bằng ca 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 ca. Hằng ca. Chập bữa có vì bà bì bốn hôn em bà ta tăng cọc hồ. Hát ơi, em đó hát hay quá. Đinh, nó kêu bầm mâm. Nó kêu như thế nào, mời hai chị em nhắc. Nó kêu bầm mâm. Nó kêu bầm mâm. Đó là cháu lên ba xem nào. Con chào mẹ, con mới đi học. À, anh Cún đi học về rồi. Anh chào em Gấu, anh chào Titi nha. Con cắt cặp đi lại đây ăn táo con. Thích chưa, anh Cún đi học về rồi đấy. 8 giờ rồi nè. Ăn táo đi, mệt không con? Đó. Hôm nay đi học có vui không? Titi chào anh ấy. Mẹ Titi nhìn mẹ. Anh Cún. Thế á, Titi nhìn anh Cún thế á? Dạ.
Anh cũng đi học về có biết bài hát nào không? Bây giờ dạy cho em gấu với em thì đi hát với nào. Em gấu lại giờ em hát được hai bài luôn. Hơi bị hay. Anh cũng bày cho em hát bài đi học về. Cho lên bài cho đi mua dao. Bài cho em hát đi. Ăn xong rồi bài cho em hát nha. Anh cũng lấy cho em tí tí miếng táo nhỉ. Xin anh. Táo ngọt nhỉ. Này ông ngoại đón con về hả? Ông ngoại đón con về hả? Lêu lêu, gấu thua rồi, gấu ăn sau cùng rồi. Đi nói chuyện gì với anh ấy? Hả? Thì có chuyện gì muốn nói chuyện với anh ấy? Anh đi học mới có 2 tiếng mà nhiều chuyện thế á? Thôi ba anh em ngồi ăn đi, xong rồi để mẹ xuống mẹ dọn dẹp dưới đây một tí rồi để mẹ lên mẹ dạy cho con học bài nữa chưa? Ba anh em ngồi ăn đi. Tí ngồi xuống ăn con. Tí ngồi xuống đi. Tí ngồi xuống đi con. Bye.
Chuyện